còn một ngày để sống. Thì thật sự là hôm bây giờ đây Lệ Nam cũng sống như thế là ngày hôm nay là mình sinh ra và hết ngày hôm nay là mình chết đi, nên là mình phải sống thật sự trọn vẹn cho ngày hôm nay. Ngày hôm qua có thể là mình thi không được tốt lắm, nhưng đó là chuyện hôm qua. Còn ngày hôm nay mình cứ trọn vẹn hết ngày hôm nay đã. Nếu như còn một ngày để sống thì mình sẽ muốn là làm một điều tốt cho xã hội, đó là mình sẽ chế tạo ra thuốc để trị dịch bệnh Covid. Chắc chắn là em sẽ ở bên gia đình của mình và ăn một bữa thật ngon. Em sẽ dành 24 giờ đó để làm những việc thật có ích, những việc mà từ trước đến giờ em không có can đảm để thực hiện. Em sẽ đi làm thiện nguyện tại quê mình. Còn một ngày để sống thì tôi sẽ trao hết yêu thương một cái tới tất cả những người tôi gặp cuối cùng trong cuộc đời. Nếu như một ngày để sống thì mình sẽ làm những điều tốt đẹp, là mang những điều có ích tất cho mọi người và dân tộc của mình, cả nhà, tất cả mọi người. Nếu có ba điều ước đầu tiên, mình sẽ ước thế giới này không ai cũng thật sự có sức khỏe. Thứ hai nữa, mình ước môi trường sống xung quanh tự nhiên được phục hồi và cải thiện lại nhiều hơn để có thêm nhiều oxy cho mọi người. Và thứ ba nữa là mình ước gia đình của mọi người ai ai cũng thật. Ba điều ước thứ nhất đó là mình trở thành hậu hoàn vũ 2022. Và điều ước thứ hai là mình muốn tất cả các trẻ em trên thế giới đều được đi học. Và điều ước thứ ba đó là mình muốn cho những người đang mắc phải dịch bệnh, đang phải bị bệnh HIV được có thuốc để chữa trị. Nếu có ba điều ước thì chắc là em sẽ nhường điều ước thứ nhất cho mẹ, điều ước thứ hai cho chị, và điều ước cuối cùng là dành cho em, đó là có thể tham gia Miss Universe Việt Nam kỳ tới, và em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Ba điều ước thì là cả ba điều ước luôn. Đúng rồi. Em sẽ ước, em sẽ cầu mong cho sức khỏe của bố mẹ em và gia đình em. Em nghĩ đó là điều ước đầu tiên. Và không chỉ sức khỏe của bố mẹ mà còn em trai và cả em nữa. Bởi vì em nghĩ nếu mà có sức khỏe, chúng ta sẽ làm được tất cả mọi thứ, và chúng ta cũng không cần đến những điều ước. Mình ước là mình có thể giúp hết tất cả những người nghèo gặp khỏi những khó khăn, và lan tỏa những yêu thương cho tới tất cả những người xung quanh, và làm có thể quay về quê hương của mình, cống hiến cho quê hương của mình và làm những điều thật ý nghĩa cho quê hương của mình. Nguyễn Trần Khánh Phúc. Năm 2022, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam đã trở lại vô cùng mạnh mẽ với chủ đề Final Woman, bản lĩnh Việt Nam. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, nơi quy tụ của những Final Woman, bản lĩnh, mạnh mẽ và truyền cảm hứng. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, nơi tìm ra và đào tạo nên niềm tự hào tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc bậc nhất hành tinh Miss Universe. Cùng chào đón một diện mạo hoàn toàn mới của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, cuộc thi nhan sắc đẳng cấp, chuyên nghiệp và hàng đầu Việt Nam.